Bắt đầu đi. Rồi. Xin chào tất cả bạn, mình là nhân viên kỹ thuật của Dotcom. Hôm nay trên tay mình đây chính là dòng camera DA6, camera ngoài trời với thời lượng pin siêu khủng của nhà Dotcom. Vậy thì bộ sản phẩm này sẽ bao gồm những gì? Đầu tiên, không thể thiếu trong mỗi sản phẩm, đấy chính là sách hướng dẫn sử dụng. Tiếp theo đó chính là một chiếc hộp, và ở bên trong sẽ bao gồm là chân đế của camera. Tiếp theo đó chính là một dây sạc dài 1m với cổng sạc và sạc Type-C nhé. Và cuối cùng đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc camera DA6, camera ngoài trời với thời lượng pin lên đến 30 ngày đấy ạ. Vậy thì sau đây mình xin phép được hướng dẫn cách sử dụng và cách thao tác của chiếc camera DA6 này nhé. Đây là chiếc DA6, camera có thời lượng pin trâu nhất của nhà Dotcom, 10.400 mAh. Và đây là ngoại hình của nó. Đây, để chứa được cái quả pin 10.400 mAh thì cái trọng lượng cũng như là cái kích thước của nó phải từng này. Thì ở bên trong hộp sẽ bao gồm là một thân máy camera, và trong đây sẽ bao gồm là một cái bệ đứng dành cho camera này, đinh ốc vít này. Và sau đó là một chiếc dây sạc và cổng sạc là sạc Type-C cho các bạn nhá. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng chiếc DA6 camera ngoài trời sử dụng sim 4G. Đây chính là khe lắp sim. Ở đây thì các bạn sẽ sử dụng cái sim là nano sim nhá, là cái vùng cái sim bé nhất ở trong cái thẻ sim để lắp vào. Lắp vào đây thì mình có thể là dùng một cái phôi sim nữa để hỗ trợ, để mình có thể cắm vào với người không có móng tay các bạn nhá. Đấy, tạch một cái là tức là sim đã vào, đã nhận sim. Vậy là sau khi lắp sim thì các bạn sẽ bấm cho mình vào nút ở bên trái ở dưới khay sim, giữ 2 giây để khởi động thiết bị. Ok. Đấy, các bạn thấy là tín hiệu màu đỏ, đỏ xanh đúng không? Là nó đang nhận sim các bạn ạ. Sau đó các bạn ấn cho mình vào nút bên tay phải này là nút reset. Bởi vì đây là cam mà, nó liên quan đến vấn đề bảo mật, nên là các bạn phải nên có một cái thao tác là reset cam trước khi sử dụng. Các bạn giữ cho mình nút bên phải trong 8 giây nhé. Đấy, sau khi nó kêu như này là tức là chiếc camera đã được reset và là hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của các bạn. Và sẽ không có ai có thể vào xâm nhập vào chiếc camera của các bạn. Đấy, vậy là chiếc cam đã mở, các bạn thấy nó đang nháy đèn xanh ở đây. Và bắt đầu reset rồi. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng app của chiếc camera này. Đầu tiên thì các bạn vào cho mình cửa hàng Google Play nhé, hoặc là có thể là App Store, bởi tải cho mình cái app là Ubook. Ubook ở đây thì nó hỗ trợ cho cả App Store và Google Play, nên là các bạn yên tâm nhé. Thì sau khi cài đặt xong thì mình sẽ ấn mở. Ấn mở ở đây thì mình đã đăng ký rồi. Đăng ký thì rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần là có một chiếc Gmail, và sau đó là nó sẽ gửi mã về Gmail của mình, là có thể là đăng nhập được vào tài khoản Ubook nhé. Sau đó đây là giao diện chính của chiếc camera, giao diện chính của Ubook. Ok, đây là giao diện chính của Ubook nhá. Sau đó các bạn ấn vào cho mình vào dấu cộng ở bên tay phải, ở bên trên của thiết bị này. Sau đó các bạn ấn chọn cho mình, ở đây là mình đang sử dụng camera là sim 4G, nên là mình sẽ ấn là setup 4G device thay vì là setup wifi device nhá. Setup 4G này. Sau đó chọn tích cho mình vào Blue Line Content On, tức là mình đã xác nhận được rằng là có cái đèn xanh ở trên camera rồi. Sau đó các bạn ấn Next cho mình. Và ở đây thì nó sẽ bắt mình quét cái QR. Thì các bạn quét cho mình cái QR ở đằng sau của sản phẩm là đây nhá. Các bạn quét vào cho mình. Đấy. Vậy là chúng ta đã kết nối, đang trong quá trình kết nối chiếc wifi, các chiếc camera. Ở đây thì chúng ta sẽ có phần là chúng ta sẽ được đặt tên. Đặt tên ở đây là đặt tên thiết bị này. Sau đó là ở khu nào, là ví dụ mình đặt ở trong vườn, hoặc là mình để ở ngoài trời, thì mình sẽ đặt tên tùy theo ý thích của mình nhá. Sau đó các bạn ấn Next cho mình, chọn nút Next và đợi nó setup xong. Rồi, ok. Vậy là chiếc camera đã cài đặt thành công với cả app Ubook. Sau đó mình nhấn OK.
Đấy, và sau đó là chờ. Mình chờ một chút để nó hiện thiết bị. Ở đây mình có khá nhiều thiết bị đây. Đây, để mình xuống mình xem. Đây, đây là thiết bị của mình đây. Mình sẽ thử ấn vào để mình có thể xem. Đấy, các bạn có thể thấy. Đấy, đây là chiếc camera. Thì ở bên góc bên trái các bạn có thể xoay màn hình như này để có thể là xem camera rõ hơn này. Ở đây các bạn thấy ở góc bên phải của màn hình này, các bạn có thể thấy là đây có chế độ là HD và chế độ SD nhá. HD thì trông sẽ nét hơn này. Đấy, mình dùng sim 4G nên là trông mọi thứ sẽ rất là nét. Ở trên thì sẽ có các tính năng như là đàm thoại hai chiều này, chế độ chụp ảnh có hình máy ảnh, đàm thoại hai chiều có hình micro, hay là quay lại video, quay lại khoảnh khắc thì sẽ có một cái camera ở đây, có nút play. Ok, vậy là đã xong cái quá trình là kết nối cam và xem cam. Thì ở đây sẽ có một chiếc camera này, thứ nhất là pin nó cực kỳ lâu và nó sẽ có hiện phần trăm pin ở đây các bạn nhá, hiện pin ở đây. Tiếp theo đó là các bạn có thể là kết nối với cả, có hai cách lưu trữ video. Đầu tiên là các bạn có thể là lưu trữ qua sim qua thẻ nhớ. Hai là các bạn có thể lưu trữ qua iCloud. Đây các bạn nhìn này, rất là rõ đúng không? Đấy, một là qua thẻ nhớ, hai là dùng qua iCloud. Con này thì nó có đầy đủ tính năng, ví dụ như là tính năng quay đêm này, rồi cả tính năng phát hiện chuyển động cũng đều có hết, như một chiếc camera của nhà Dotcom luôn. Đây có cả hiện trạng thái là 4G này. Có một cái điểm đặc biệt của chiếc DA6 này là các bạn có thể nhìn thấy là số người đang xem này. Mình có thể là theo dõi được cái số người đang xem ở đây. Ví dụ như là mình đang vào cam và người nhà mình vào cam thì nó hiện số lượng vào đây. Nhưng mà nếu ví dụ mà nó tự nhiên nó tăng người xem bất thường thì các bạn cũng phải kiểm tra và bảo mật lại chiếc camera. Ở đây nó sẽ hiện như thế. Đây, vào phần cài đặt này thì ở đây chúng ta sẽ có là memory card. Ở đây thì sẽ chính là memory card, chính là cái thẻ nhớ. Một là mình sẽ dùng là cloud, hoặc là có thể là mình dùng thẻ nhớ cũng được. Đây, ngoài ra thì chiếc camera này cũng có chất lượng video 60Hz này, khá là rõ ràng luôn. Đàm thoại hai chiều. Đấy, phát điện chuyển động. Nói chung là nó đầy đủ tính năng. Đấy, vừa rồi là mình vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng cũng như là cách lắp đặt chiếc camera, rất là đơn giản thôi. Ngoài ra thì mình sẽ hướng dẫn nốt cho các bạn cách để cài lắp đặt chiếc camera này vào cái kệ của nó. Đây thì nó chỉ là một chiếc tô vít thì các bạn có thể là quay xoay, sau đó các bạn lắp vào. Sau đó là các bạn cố định cái bệ này bằng đinh nhá. Còn nếu mà bình thường ví dụ các bạn muốn mang ra để cắm sạc thì các bạn có thể là tháo cái phần thân máy ra, sau đấy mang đi sạc là có thể là dùng lại được bình thường nhá. Pin con này thì rất lâu luôn. Con này nếu mà để quay liên tục thì có thể là quay được lên đến 30 giờ. Rất là lâu luôn ạ. Đấy, vừa rồi là mình đã hướng dẫn các bạn về cách để sử dụng app cũng như là sử dụng chiếc camera. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn.